Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày hôm nay 26 tháng 1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và các cơ quan đơn vị tổ chức thăm tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn của địa bàn huyện Đam Rông và Lâm Hà. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông và Lâm Hà đã tham dự. Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi lời thăm hỏi động viên đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn của huyện Đam Rông nhân dịp Tết đến xuân về, chia sẻ những khó khăn sau dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong 2 năm qua, đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, giúp đỡ để các hộ gia đình phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup đã trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Tại huyện Lâm Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup cũng đã trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng đến các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp đỡ các hộ nghèo, các gia đình khó khăn đón một cái Tết no ấm và từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã gửi lời chúc mừng năm mới và mong nhân dân trên địa bàn Lâm Hà đón Tết yên vui, đầm ấm. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo nhân dân được vui xuân đón Tết an toàn.